Đây là căn nhà giá rẻ ở quận Nhà Bè, ngang 3m1, dài 9m, 2 phòng ngủ hướng Tây Bắc. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 390 triệu. Gần Ariang Nhà Bè, cách quận 7 khoảng 1,5 km các anh chị. Căn nhà này có sổ hồng riêng từng căn các chị nha. Hẻm của chúng ta là hẻm 2144 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, thuộc thị trấn Nhà Bè, và ra quận 7 chưa tới 5 phút các anh chị ơi. Đây là mặt trước của căn nhà các anh chị. Căn nhà của chúng ta có số nhà, đồng hồ, điện nước riêng hết các chị nha. Nên các chị yên tâm, ở đây mình có thể chuyển hộ khẩu về được nha. Nhà một trệt một lầu, hướng chính là hướng Tây Bắc các anh chị. Một căn nhà rất là thông thoáng và có 2 phòng ngủ. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 390 triệu các anh chị. Cách Aribank Nhà Bè, quận 7 thì cách khoảng 1,5 cây. Rất là thuận tiện di chuyển như các anh chị theo đường Huỳnh Tấn Phát nha. Qua cầu Phú Xuân là sẽ tới căn nhà này. Và qua cầu Phú Xuân là chúng ta đã tới quận 7 rồi, ngay chỗ Phú Mỹ Hưng nha, Phạm Hữu Lầu. Đây là phòng khách của căn nhà các anh chị, khá là đẹp nha. Căn nhà này mới được xây dựng. Và các anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này thì mình có thể sở hữu và mình có thể chuyển khẩu về đây luôn nha. Ở đây được lát gạch màu trắng rất là đẹp, rất sáng sủa. Ngay đây trang trí một cái đồng hồ khá là tiện nha, rất đẹp. Chúng ta vừa có thể xem giờ, vừa có thể trang trí cho căn nhà. Đây là khu vực bếp của căn nhà anh chị. Bếp này được lát bằng đá hoa cương màu đen, khá là đẹp. Và bên cạnh đó thì có một cái nhà vệ sinh ở tầng dưới nha, tiện sinh hoạt. Nhà của chúng ta là điện nước riêng và sổ hồng này là sổ hồng đồng sở hữu từng căn. Có thể chuyển khẩu về đây được nha. Đây là nhìn từ trong ra nhìn rất là đẹp luôn các chị. Giá đầy đủ của căn nhà này chỉ là 1 tỷ 390 triệu. Ngang 3m1, dài 9m, có 2 phòng ngủ nha. Đó, nhà phòng khách rất là đẹp các anh chị. Rất long lanh. Thích hợp cho những anh chị nào có thu nhập vừa phải và muốn sở hữu một căn nhà gần quận 7 để mình tiện đi làm. Ở khu này thì mình có thể đi làm ở khu công nghiệp Hiệp Phước, hoặc là mình đi làm ở bên quận 7 nha, làm ở chỗ Phú Mỹ Hưng, hoặc là làm ở những cái khu chế xuất Tân Thuận vân vân. Cái trần nhà khá là cao, chính vì thế thì căn nhà sẽ rất là thông thoáng và mát. Bên tay trái có một phòng ngủ, bên tay phải có một phòng ngủ, là hai phòng ngủ nha. Từ cầu thang đi lên mình sẽ có hai phòng ngủ hai bên. Và các anh chị nào quan tâm về căn nhà này, mình có thể liên hệ với số điện thoại trên màn hình để được gặp Huy tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là vị trí cũng như là giá cả rất là đầy đủ. Giá này là giá đầy đủ các anh chị, 1 tỷ 390 triệu là giá đầy đủ. Đây là căn phòng ngủ này, khá là rộng nha. Đó, phòng ngủ này mình có ban công ở đằng trước, khá là thông thoáng. Các anh chị nào quan tâm tới bất động sản Nhà Bè hoặc là bất động sản các quận Bình Tân, Bình Chánh thì mình có thể đăng ký kênh để mình nhận được những video mới nhất từ kênh này. Và đây là cái căn nhà Nhà Bè, ngang 3m1 và dài 9m, một trệt một lầu hướng Tây Bắc. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 390 triệu. Đây có cái ban công rất là thoáng, ở đằng sau là khu dân cư những anh chị. Khu dân cư Phú Xuân. Xung quanh thì dân cư rất là đông đúc các anh chị, yên tâm. Ở đây thì người ta đã ở hết rồi, hiện tại chỉ còn một cái căn cuối này thôi. Các anh chị nào muốn sở hữu với giá tiền là 1 tỷ 390 triệu. Ở đây thì có sổ đồng sở hữu từng căn nha các anh chị. Và mình có thể chuyển khẩu về đây được, chúng ta có thể đăng ký hộ khẩu. Nhà này thì có đồng hồ điện nước nhà nước luôn nha. Nước ở đây là nước máy thủy cục, đồng hồ điện của EVN, của Điện lực Việt Nam. Đó. Chúng ta cùng xem lại căn nhà này một nữa. Và căn nhà này em nhắc lại một số thông tin, ngang 3m1, dài 9m, gồm một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, có sổ đồng sở hữu và mình có thể chuyển khẩu về đây được. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1 tỷ 390 triệu. Nằm ở hẻm 2144 Huỳnh Tấn Phát, thuộc thị trấn Nhà Bè, Phú Xuân. Đó, đây là nhìn từ trong ra ngoài.
Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Đó. Rất là đẹp nha, nhà rất đẹp. Giá đầy đủ là 1 tỷ 390 triệu. Các anh chị nào có nhu cầu mình đi xem nhà thì hãy liên hệ để mình đặt lịch trước với Huy. Mình sẽ có những căn nhà khác các anh chị có thể đi tham quan cùng với căn nhà này nha. Đó, ở khu gần Aribank Nhà Bè. Ở đây thì rất là gần những cái nhà thờ, những cái trường học và những cái trung tâm mua sắm như là Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động. Tiện ích đầy đủ, đi làm quận 7 Nhà Bè đều rất là thích hợp. Và các anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở đây sau đây thì em quay một số cảnh ở trong Nhà Bè cho các anh chị xem. Đây là đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc Nhà Bè. Đường này thì ra đường Nguyễn Văn Linh và chạy thẳng sẽ tới siêu thị Lotte Mart của quận 7. Ở đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè này khá phát triển các chị. Đó, các anh chị thấy những cái chung cư cao tầng mặt tiền đường rất đẹp nha. Ở đây thì rất nhiều chung cư, rất nhiều dự án chung cư đổ xô về đây từ dọc đường Nguyễn Hữu Thọ này cho tới đường Nguyễn Văn Tạo và cho tới khu công nghiệp Long Hậu. Đó, rất nhiều dự án dọc cái con đường này rất phát triển luôn. Ở đây là Nguyễn Hữu Thọ thuộc Nhà Bè và đâm thẳng qua Nguyễn Văn Linh sẽ là quận 7. Cũng là Nguyễn Hữu Thọ sẽ đâm thẳng qua là quận 7 nha các chị, ra Lotte Mart. Đây là Nguyễn Hữu Thọ của Nhà Bè, rất nhiều chung cư các chị. Ở khu này thì rất nhiều dự án từ bên Long An chỗ Long Hậu cho tới Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo. Ở bên Long An, Long Hậu thì có rất là nhiều dự án hàng ngàn hectare các anh chị. Tương lai ở đó sẽ rất là phát triển. Ở đây có rất là nhiều khu công nghiệp, như là khu công nghiệp Hiệp Phước, cảng Hiệp Phước, nó sẽ đi qua con đường huyết mạch này và kết nối với đường Nguyễn Văn Linh. Đó, chính vì thế khu vực Nhà Bè này đang rất phát triển các chị. Chuẩn bị lên quận và giá đất ở đây thì theo em là đầu tư được nha các anh chị. Giá đây là 38 đến 40 triệu. Nhà Bè ở Bình Chánh thì hiện tại giá đất cũng tầm 50 60 triệu một mét vuông. Ở dọc đường Nguyễn Văn Linh có những cái dự án như là dự án Phong Phú thì tới 60 triệu một mét vuông cái gì. Đây là con đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè, rất nhiều các cái dự án chung cư mọc hai bên đường này rất phát triển, và ở đây cũng rất nhiều những cái công ty lớn về và rất nhiều người nước ngoài ở đây sống ở đây các anh chị. Họ đi sống ở đây và họ người ta làm ở Phú Mỹ Hưng quận 7 hoặc là khu vực quận 7, người ta về đây người ta thuê nhà giá rẻ hơn quận 7 và đi làm cũng rất là gần. Theo trục đường này thì mình ra quận 7 chưa tới 5 phút các anh chị nha. Ở đây thì con đường này cũng đâm thẳng ra ngay Nguyễn Văn Linh là mình sẽ có trường RMIT và trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là chỗ Nguyễn Văn Linh giao cắt với lại đường Nguyễn Hữu Thọ Nhà Bè. Ngay đây mình có trường RMIT và kế bên có cái tòa nhà này đó là trường Đại học Tôn Đức Thắng. Các anh chị có nhu cầu đầu tư thì ở bên Nhà Bè này khá là tốt, mình có sổ hồng riêng rõ ràng và chuẩn bị lên quận. Chính vì thế giá cả sẽ tăng rất là nhanh, các anh chị đầu tư thì ok đó các anh chị. Nhà Bè đang rất phát triển nha. Ở đây là con đường Nguyễn Văn Linh, nó sẽ kết nối với rất nhiều con đường của Nhà Bè như là Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương. Đó, mình sẽ kết nối được rất là nhiều đường. Và dọc Phú Mỹ Hưng thì cũng có rất là nhiều con đường kết nối với Nhà Bè. Chính vì thế là khu vực Nhà Bè di chuyển rất là thuận lợi và tiềm năng tăng giá rất là nhiều. Ở quận 7 này thì giá đã rất là cao rồi. Chúng ta đầu tư có thể là không với tới được nữa các anh chị. Và với Nhà Bè giá khoảng 38-40 triệu một mét vuông thì chúng ta vẫn đầu tư tốt. Tương lai nó sẽ tăng lên tầm khoảng 50-60 triệu thì lúc đó chúng ta cũng ngon lành các anh chị. Ở đây thì bây giờ thì rất là khó để kiếm được một cái lô đất khoảng 1 tỷ hoặc là 1 tỷ rưỡi cho tới 2 tỷ ở Nhà Bè các anh chị. Rất là khó tìm nha. Nếu các anh chị nào tìm được thì nói em mua cho. Đó, đây là trường RMIT. Trường này thì ở Nguyễn Văn Linh và trường này thì những cái con nhà giàu mới học được, trường này rất là đắt đỏ.
Tuy nhiên thì đầu ra thì người ta bao luôn đó chị. Những người nào mà học ở trường RMIT thì đảm bảo đầu ra rất là cao và trình độ cũng rất là cao luôn. Đó, toàn những xe hơi con nhà giàu học ở đây. Trường này là trường của Úc nha anh chị. Trường công nghệ thông tin của Úc, RMIT University. Đó. Trường này thì về nhà bè cũng rất là gần. Nếu mà anh chị có con em ở học ở trường này hoặc Tôn Đức Thắng, mình có thể mua những cái lô đất hay là những căn nhà ở nhà bè với giá vừa phải. Còn mua bên quận 7 mình mua không nổi đâu anh chị. Nếu mà mua quận 7 thì mình sẽ mua những cái đôi căn hộ ở tầm khoảng 5-6 tỷ, 7-8 tỷ một căn hộ anh chị. Đây là đường Phạm Hữu Lầu nhà bè. Con đường này sẽ kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Lương Bằng và Huỳnh Tấn Phát. Đó, ra quận 7 cũng khá là gần. Đó, các anh chị thấy dân cư đông đúc không? Chính vì thế nhà bè đang rất là tiềm năng và giá cả tăng lên rất là nhiều, bởi vì càng đông dân càng phát triển thì giá đất càng tăng. Các anh chị đầu tư từ bây giờ giá còn khá là thấp nha. Đó, đây là Huỳnh Tấn Phát nhà bè. Thế Giới Di Động, Ngân hàng Đông Á, Vietcombank, VPBank, Techcombank đều đã về cái con đường này rồi các anh chị. Chính vì thế là ở đây rất là tiềm năng các anh chị. Ở đây cũng rất là nhiều các cái dịch vụ, nhà thờ, Tin Lành Công Giáo, trường học, Thế Giới Di Động, ngân hàng, đó, Bách Hóa Xanh về đây hàng loạt luôn. Và con đường này cũng rất là nhiều các cái chung cư. Như vậy các anh chị có nhu cầu về đất hay là nhà ở nhà bè cũng như những cái quận khác thì hãy liên hệ. Và đồng thời nhớ đăng ký kênh cho em để mình theo dõi những bất động sản sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay là Huy Sài Gòn Hao sẽ đi đến gặp Coleman để hợp tác quay một bộ phim review về anh chàng nhà quê đi bán đất và cái kết. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.